Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ việc người dân sử dụng bẫy điện để diệt chuột gây chết người. Chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng còn một số bộ phận người dân không chấp hành quy định, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đây là nội dung mở đầu chương trình An ninh An toàn hôm nay. Theo thống kê từ Công an tỉnh, trong năm 2020, xảy ra hai vụ làm hai người bị điện giật tử vong. Gần đây nhất vào giữa tháng 4 vừa qua, một thanh niên đi bắt cua tại ruộng lúa của ông Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1960, ở cánh đồng hợp tác xã Đô Lương, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, đã vướng vào dây thép nối vào nguồn điện 220V do ông Ngọc giăng để bẫy chuột, bị điện giật tử vong. Ông Ngọc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây tiếp tục là lời cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng sử dụng điện bẫy chuột bảo vệ mùa màng, gây nguy hiểm chết người mà pháp luật đã nghiêm cấm từ lâu. Pháp luật không cho phép người dân sử dụng các cái hệ thống điện để đánh bẫy chuột, mà khi mà các cái hành vi này đã bị nghiêm cấm bằng người dân cố tình mà sử dụng các hệ thống răng bẫy điện để đánh chuột gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý hình sự theo các quy định của pháp luật. Hành vi sử dụng điện 220V để diệt chuột chỉ mang lại lợi ích nhỏ trước mắt nhưng lại rất nguy hiểm đến tính mạng con người, để lại hậu quả lâu dài. Hiện nay đã bắt đầu vào vụ sản xuất mới, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng điện để răng bẫy chuột. Công an xã Dương đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng các bài tuyên truyền để phát thanh trên đài phát thanh ba cấp cho tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về cái việc là không sử dụng hệ thống điện, răng bẫy điện để đánh diệt chuột. Ngoài ra thì lực lượng công an xã Gia Hưng cũng tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các cái hành vi mà sử dụng răng bẫy điện để đánh diệt chuột. Về công tác đánh chuột thì quan điểm của hội đồng quản trị của chúng tôi là chúng tôi đánh, một là bằng phương pháp đào bắt, thứ hai là đánh bằng thuốc sinh học mà có huyện cấp từng đợt cho chúng tôi. Ba là đánh bẫy bằng cái thủ công, đó là bẫy kẹp bán nguyệt và nhiều cái hình thức bắt, đánh bắt bằng nhiều hình thức. Nhưng chúng tôi cũng luôn luôn nhắc nhở các đồng chí đội trưởng về kiểm tra, nếu hộ nhân dân nào mà bẫy bằng điện thì cương quyết là không cho đánh. Có rất nhiều cách để người nông dân có thể lựa chọn để diệt chuột một cách an toàn và hiệu quả. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng điện trái phép để chống trộm cắp, diệt chuột, gây ra những hậu quả nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người. Tiếp theo chương trình là một số thông tin an ninh an toàn đáng chú ý. Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 50 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ hơn 32.000 kg thực phẩm bẩn, xử phạt hành chính gần 100 triệu đồng. Do lợi nhuận về kinh tế, nhiều đối tượng, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vẫn sử dụng các thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, lừa dối người tiêu dùng, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm thu lợi bất chính. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa triệt xóa thành công một tụ điểm bay lắc trên địa bàn ấp 4 xã Long An, huyện Long Thành, bắt giữ 22 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19. Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá, tạm giữ 9 đối tượng và hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan. Đường dây đánh bạc này do đối tượng Phan Thanh Kháng, sinh năm 1986, ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước cầm đầu. Sau hơn một tháng bị truy nã đặc biệt, lực lượng của Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bị can Lê Văn Dũng đang lẩn trốn tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ngay lập tức, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức vây bắt. Bị can Lê Văn Dũng bị truy nã với tội danh làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình An ninh An toàn hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trái lạc tim mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tim chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống.
Lạc Tiên Đồng Dao, ngọt ngào quyến rũ.